bánh bao là 2.500 tới 3.000 trứng á, người ta bỏ một ngày 2.500 tới 3.000. Tại vì em thích ăn bánh bao trứng muối. Ví dụ bình thường thì em tự làm á, mẹ em làm riêng á, em hay lấy trứng muối bỏ vô. Đó, cái em nói thôi lấy món này bán luôn đi, cái bán thử. Có người mua 200 cái luôn á. Hôm trước ta đặt liền cái một ngày tới thử 400 cái. Mỗi người đặt 200 cái. Cô Tinh Hoa, cô bán bánh bao chiên nhân trứng muối, bánh bao thịt, bánh bao pate, bánh đùi gà, bánh cháo quậy, bánh bò. Cô bán năm 90, hồi đó cô 30, giờ 60. Hồi lúc trước cô bán hàng, cô bỏ bánh cho mấy người tàu á, nên nó kết nghĩa chị em xong cái nó chỉ cho cô luôn đó. Như hồi kia là có bán bánh bao chỉ bình thường, bánh bao pate, bánh bao thịt là 5.000. Sau này con cô nó mới đầy khoảng tháng nên nó mới làm bánh bao trứng muối để thử có ấy hơn. Như người ta ăn người ta cũng thích nên mua cũng nhiều lắm. Dạ em tên Hoài, em phụ mẹ em từ nhỏ rồi, lúc mà học cấp 2 là đã đi phụ mẹ rồi. Dạ, học xong rồi chạy lên xe bánh phụ mẹ bán. 10.000 một cái mà có một cái trứng muối loại xe nhỏ, trứng muối xe nhỏ chút xe bự là gói cũng được á, xe nhỏ với hai cái trứng cút thì nó cũng như củ đậu nấm mèo thịt xay. Thường là mẹ em nhồi cho nó ngon á đó. Đó, nhồi thì nhồi được có lâu quá thôi, nhồi vừa phải thôi, nhồi lâu quá nó bánh nó dài không có ngon. Yeah. Với lại sau này nhiều quá mẹ em xài máy luôn, mua máy nhồi bột. Máy nhồi bột thì ngon hơn chứ, tại vì nó khuấy nó đều bột hết á, khuấy đều cái mấy cái mình cho vô á nó đều hết, bánh nó mịn lắm. Nhưng khoảng 2 tiếng á, 2 tiếng là xong được cái chảo. Và một ngày có xào được 4 chảo khi 5 chảo. Dạ cực, gặp củ sắn, bào sắn, dắt sắn, rồi xào nữa, xào cũng phải xào lâu nữa. Tại xào để cho nó ráo nước á, không là nó sẽ bị xì nước ra bánh á. Bánh bao là 2.500 tới 3.000 trứng á. Trứng muối thì được khoảng 700, trứng cút thì 2.500. Dầu chiên của cô là cô thay á hả, sáng là cô thay hết à, thay mới mỗi ngày á nên cái dầu đó nó không có gắt, ăn có bánh nó thơm, ở trong thì mềm, nó còn nhờ vỏ ngoài thì nó giòn giòn. Có người mua bữa nay mai thấy cũng có mua, ta nói ngon. Có mấy người ở Tân Định hồi kia thường xuyên ăn của cô từ nhỏ á, ăn tới lớn luôn á. Rồi người ta cũng nghe, rồi người ta cũng có lên đây. Cô về đây rồi cô coi, người ta coi YouTube người ta có lên luôn. Cũng có khen nhiều lắm, có mấy chị như mà thích ăn pate, người thích ăn trứng muối, mỗi người một khẩu vị á, mà đa số là khen nhiều. Dạ. À, mỗi lần bán mà cứ coi đọc bình luận thấy cũng vui vui. Dạ vui với có năng lượng làm hơn. Mọi người hãy ủng hộ quán bánh của mẹ em nha. Ở 141 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 10, quận 3.